Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể người hâm mộ, giải bóng đá Cúp Quốc gia 2023 khởi tranh từ tháng 3 với 23 trận đấu sôi động và hấp dẫn đã được tổ chức thành công. Căn cứ vào thành tích thi đấu, chắc đoàn Cúp Quốc gia 2023, câu lạc bộ Viettel đạt giải nhì, câu lạc bộ Tomelen Bình Định và câu lạc bộ BVF CND đạt đồng giải ba. Kính mời quý vị khán giả đang có mặt tại sân vận động Thanh Hóa ngày hôm nay hãy dành tặng trân trọng kính mời ông Dương Nghiệp Khôi, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Sắc dân tộc và cái tôi, cái tự trọng của ngân người Thanh Hóa để vươn lên, chứ còn cũng không phải là cái thưởng. Thực ra là cái thưởng của đội Đông Á Thanh Hóa chúng tôi không phải là hấp dẫn lắm,
không phải là hấp dẫn và cũng không phải là một cái nặng nề quá, mà cái chiến thắng của hiện nay của Đông Á Thanh Hóa là cái sự gắn kết một lòng vì màu cờ sắc áo, vì sự tôn trọng khán giả, người dân để mà chiến đấu từng trận và mang theo một cái bản sắc văn hóa đặc biệt, là rất muốn Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng những mùa giải tiếp theo có những trận đá mang tính chất thật đẹp và mang một cái tính chất bóng sạch, thể thao để cho nước nhà ngày một phát triển hơn. Thì đó là cái mục tiêu để Đông Á Thanh Hóa phấn đấu. Được chưa? Được nha. Là để em hỏi thêm một câu, cái mục tiêu của Thanh Hóa sau khi mà có chức vô địch quốc ta là thay đổi như nào? Sau khi chúng tôi có vô địch giải 23, vô địch của quốc gia này, thì chúng tôi sẽ chắc chắn là chúng tôi sẽ được một trận đá siêu quốc, vô địch quốc gia, giải đấu vô địch V-League, thì chắc chắn là sẽ có một trận siêu quốc và lại tiếp tục cống hiến để cho người hâm mộ, khán giả cả nước được xem những màn trình diễn của hai cái vô địch, hai nhà vô địch thi đấu với nhau. Tôi hy vọng rằng là kết quả của chiến thắng mà sẽ mang đến một cái sự vui lành mạnh, sạch sẽ, và đó là một cái động lực của hiện nay rất là quan trọng để cho mọi người dân chúng ta đều phấn đấu với một cái mục tiêu dân tộc nước mạnh, sống công bằng. Còn một lời cảm ơn của ông cho các cầu thủ cũng như là người hâm mộ Thanh Hóa. Qua đây thì tôi cũng xin gửi đến tất cả các khán giả, người hâm mộ và nhân dân cả nước một lời cảm ơn chân thành, là một cái lời cảm ơn đặc biệt chân thành đã dùng đã có một cái tình cảm rất là sâu nặng để dành cho mùa giải V-League, mùa giải quốc gia 2023. Có những màn trình diễn và ủng hộ các đội, các câu lạc bộ làm sao để nền bóng đá Việt Nam ta thật là mạnh, thật là đẹp. Tri ân người hâm mộ, đấy là những lời cuối cùng của tôi. Tôi sẽ không nói nữa. Mạnh, chuẩn bị nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.